xin chào các bạn nhỏ. Các bạn biết bỏ rác đúng nơi quy định chưa? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con bỏ rác đúng nơi quy định. Chào cô và các bạn. Con tên là Bảo Huy. Con học lớp tròn 1 trường mầm non Hoa Mai. Con xin mời cô và các bạn cùng ăn với lớp con. Nhớ nhé, dù ở bất cứ nơi đâu thì chúng ta cũng phải bỏ rác đúng nơi quy định, không chỉ giúp cho không khí trong sạch, bảo vệ môi trường và cũng là bảo vệ trái đất. Các bạn nhớ bỏ rác vào thùng rác nha. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.